Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức bế mạc trao giải hội thi điều lệnh bắn súng thể lực cho đội ngũ cán bộ cơ quan trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và trường quân sự quân đoàn năm 2019. Hơn 120 cán bộ cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật của các đơn vị trong toàn quân đoàn tham gia hội thi phải trải qua các phần thi khắt khe theo thang điểm và quy chế thi do Bộ Tham mưu Quân đoàn đưa ra. Bên cạnh phần thi lý thuyết kiểm tra nhận thức về chủ trương, đường lối, kiến thức quân sự và chuyên ngành, cán bộ dự thi phải thực hành bắn súng K-54, bài 1B, 1C, thực hành thi điều lệnh đội ngũ tay không kết hợp khẩu khí, bơi tự do, chạy 100m. Hội thi cũng thể hiện rõ sự quyết tâm, tự tin, nắm vững kiến thức quân sự và chuyên môn, thể hiện thoát ly tài liệu và thuần thục, chuẩn xác động tác thực hành. Kết quả 100% tập thể đạt khá giỏi, cá nhân 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá và giỏi. Giải nhất toàn đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn trao cho Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, giải nhì Lữ đoàn 434, giải ba cho Sư đoàn 7 và trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho các cá nhân xuất sắc của 4 khối thi.